Khi mà em nộp đơn và biết được cái kết quả như vậy thì em đã rất là vui. Rõ ràng lựa chọn Quỳnh Nga là một lựa chọn mà theo cảm quan của Hà đánh giá là một lựa chọn xuất sắc. Tất nhiên cái phần xuất sắc đó chúng ta sẽ chia sẻ ở phần sau. Và bây giờ Hà chính thức xin mời chủ tịch của cuộc thi bà Chu Thị Hồng Anh sẽ lên trao sát cho thí sinh đại diện Việt Nam và bà Nguyễn Thị Đức Hoa sẽ trao hoa. Bao giờ mình cũng có những cái gọi là yếu thế hơn các bạn đó một chút về phần hình thể. Tuy nhiên thì em không nghĩ đó là một cái yếu tố quyết định, mà cái phần ngoại hình nó chỉ như là một cái ưu điểm để mình có thể gây ấn tượng, cũng như là có thể tạo được cái ấn tượng tốt đối với người đối diện. Vì vậy thì em sẽ cố gắng là trau dồi nhiều hơn về những cái kiến thức xã hội, cũng như là em tự tin rằng là với những cái tri thức, những cái mà kinh nghiệm mà mình đã có từ trước đến nay thì em hoàn toàn là sẽ là một ưu tiên sản giá cho cuộc thi năm nay. Thực ra thì em cảm thấy là bản thân của cuộc thi này nó đã khác biệt so với rất là nhiều cuộc thi khác, bởi vì thứ nhất là nó là một cuộc thi quốc tế mà lần đầu tiên là đăng cai tại Việt Nam, và thứ hai là những cái tiêu chí mà cuộc thi muốn hướng tới đó là phát triển về du lịch cũng như là giáo dục tại Việt Nam, thì nó cũng là những cái mà tiêu chí nó cũng rất là nhân văn và em cảm thấy là nó rất là ý nghĩa. Bởi vậy là nếu như mà mình có thể là trở thành đại diện của Việt Nam năm nay thì em cũng cảm thấy rất là vinh dự và cũng sẽ rất là cố gắng cho cuộc thi sắp tới. Cảm ơn chị cũng rất quan tâm đến cái việc của chúng ta quốc đa sẽ phát triển sẽ tham gia hoạt động về du lịch của Thanh Hóa, thì chắc chắn là các bạn phải theo ban tổ chức đánh giá chương trình của ta. Nhưng nếu bản thân của em khi mà tìm hiểu được là cái thú của mình, việc mình làm biên tập viên, mình tiếp xúc với đời sống hàng ngày, thì cảm thấy những cái mình thực sự muốn làm lan tỏa liên quan đến văn hóa du lịch. Thực sự thì trong cái quá trình mà làm cộng tác viên tại làm biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam thì bản thân em thì cũng chưa được có những cái trải nghiệm mà đến trực tiếp để làm việc với cả các cái ekip mà đến những cái bản làng xa, những nơi xa xôi mà còn nhiều em trẻ em mà chưa có được cái cơ hội giáo dục ấy, của cái chương trình Cặp Lại Yêu Thương. Tuy nhiên là thông qua những cái mà chương trình gala cũng như là cũng đã rất là nhiều lần em được tiếp xúc với các em nhỏ khi mà đến Hà Nội, thì em cảm thấy rằng là cũng rất là tiếc, bởi vì là hiện nay thì ở Việt Nam cũng còn rất là nhiều em nhỏ, hoặc là kể cả những bạn sinh viên học sinh mặc dù là rất là có tiềm năng, rất là có tố chất, tuy nhiên là các bạn ấy còn thiếu thốn đủ mặt về tài chính hay là về những cái cơ hội giáo dục. Thì em cảm thấy rằng là nếu như mà mình được trở thành lọt vào top 3 của cuộc thi này thì em rất là mong muốn là có thể có được những cái đóng góp cụ thể và thiết thực đến cái nền giáo dục Việt Nam. Còn nếu mà gặp gỡ các bạn thủ từng mạnh như vậy không, thì liệu em sẽ có thể muốn truyền đạt được cho họ khi mà họ đang từ nước khác, họ cũng chưa được ở Việt Nam, có thể là họ sẽ là đối thủ đi đến cuối cùng sẽ cùng tham gia các hoạt động. Cái đó thì có lẽ là sẽ là những cái hoạt động ở trong chương trình trong cuộc thi sắp tới, và em cũng sẽ rất là mong là có thể giới thiệu được thêm những cái văn hóa của Việt Nam thông qua những cái cuộc trò chuyện cũng như là những món quà mà em có thể dành tặng đến các bạn, để từ đó có thể truyền tải nhiều hơn về cái văn hóa cũng như là những cái điểm thú vị ở trong du lịch của Việt Nam. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái trao đổi thêm, em nghĩ là thông qua những cái hoạt động bên lề của cuộc thi thì các bạn cũng sẽ có thể hiểu rất là nhiều về những cái về nền du lịch cũng như là nền giáo dục của Việt Nam và cái tiêu chí của cuộc thi năm nay. I graduated from Korean Trade University, and currently I am an editor of Vietnam Television. So having known about the purpose of this competition, Miss Trump 2020, I am so excited and so thrilled to be the representative of Vietnam of this competition, and to have a chance of developing the industries of traveling and education. So please follow all the activities of this competition, and please support me. Thank you.